mai gần sơ cút nha. Thì xin các em hãy đứng lại và xin sơ cho quý vị vài lời của sơ nha. Dạ, cảm ơn chị Hải. Kính thưa quý phụ huynh, rất là vui tại vì có các em học sinh chung quanh. Cái đó là một cái niềm vui, một món quà tinh thần mà các sơ luôn luôn nhận được từ quý phụ huynh, đặc biệt là tất cả các học sinh mà cùng với nhà dòng La Sam trong nhiều năm qua, chứ không phải chỉ có giây phút này bây giờ. Lời đầu tiên xin được chân thành cảm ơn quý phụ huynh đã tin tưởng các sơ nhà dòng La Sam để cho các em, cho các sơ chăm sóc. Cái điều đó là một cái điều mà quý giá không thể nào diễn tả được và cũng không thể nào trả giá được. Xin nhận nơi con là người đại diện cho nhà dòng tấm lòng biết ơn, ghi ơn của nhà dòng đối với từng phụ huynh và đặc biệt đối với các em học sinh trong ngày hôm nay. Chúng con là những người rất đặc biệt. Nếu mà không có chúng con thì hôm nay các sơ và bố mẹ tụi con cũng không có tới đây, phải không? Một lần nữa xin quý vị phụ huynh cho một tràng pháo tay thiệt lớn cho tất cả các giáo viên của chúng ta ngày hôm nay. Các sơ ước mong là các con tiếp tục cái truyền thống vui khỏe lành mạnh ở nơi La San mà chúng con học được, không những học ở nơi trường Mỹ mà nơi trường Việt Nam cũng có rất nhiều điều hay để chúng ta cùng nhau chia sẻ với những người bạn nước người Mỹ nhé, những cái điều hay của Việt Nam mình, những cái lễ phép, những nhân đức mà chúng con học trong năm nhé. Bây giờ là một món quà rất là dạ thưa. Ok các con ơi, các con thử đoán nha, quý vị thử đoán cái hòa nhạc hôm nay chúng ta fundraising được bao nhiêu? 100. Xin cho tiếng thứ hai, chúng ta đi đấu giá vậy, các con đoán thử coi mình collect được bao nhiêu tiền không? How much you collect? 2.000. More. 10.500. 10.000. Down, up. Cái cầu này thì down xuống, cầu kia thì up lên. Ok, các con ơi, sự hy sinh của các con ngày hôm nay, chúng ta đã thu được 5.431 đồng. Xin quý vị hãy tận thử chúng ta một tràng pháo tay lớn. Và quý vị ơi, 5.431 đồng, nó hơi lẻ đó quý vị ha. Nếu mà quý vị nào thương tình cho tròn trắng 6.000 đi, thì thật sự duy hải chứ nó bao quý vị đi ra ngoài chỗ bamboo uống chè ngay lập tức, ăn một ly chè. Ok, xin mời quý vị hãy tận thưởng cho chúng ta và chúng ta tận thưởng mình. Bởi vì chúng ta đã collect được $5,431. Thank you you guys. Cảm ơn chị Duy Hà một lần nữa và cảm ơn tất cả các con cũng như quý phụ huynh.
Và sau đây là một cái ghi ơn tượng trưng. Thực sự là chỉ là tượng trưng thôi, chứ còn nếu mà nói về tấm lòng của các em thì cái đó đối với các sơ là vô giá nhá. Các con đối với các sơ là tất cả. Cho nên các sơ muốn gửi đến các con một cái tấm bằng gọi là appreciate tất cả các con trong ngày hôm nay. Và chúng ta có món quà nữa nhé. Bây giờ xin nhờ chị Duy Hải giúp em là mình trao đến cái này. Okay, Sheila Phong. Xin các em nhận được cái tờ này nhờ certificate này xong thì xin đứng lại nha. Đúng rồi, tấm hình luôn. Vivian Lin. Christopher và Vincent Phạm là hai bạn là giống như là cánh tay phải, tay trái của các sơ, mà chắc chắn là cánh tay chính của bố mẹ nữa. Thành ra cảm ơn tụi con rất là nhiều, rất là giỏi. Tụi con không những là tụi con đàn giỏi, học giỏi, mà được nhiều dụng cụ nữa, đàn rất là nhiều dụng cụ nữa. Các sơ rất là hãnh diện vì cái, những cái công việc mà con làm được phục vụ. Và đặc biệt là cảm ơn chúng con trong ngày hôm nay đã giúp cho các sơ cũng như là các em có cơ hội để phục vụ. Và không những phục vụ thôi mà còn có tiền nữa. Cái đó là rất là quý giá. Và xin mời các sơ trao cái phần một cái gọi là quà gọi là để kỷ niệm cho cả hai em, đặc biệt trong cái tổ chức trong chương trình ngày hôm nay. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Rồi bây giờ chương trình của mình chưa hết đâu các con, mình có nhiều quà lắm, nhưng mà quà này các con tự chọn nhé. Mời một sơ hay một bạn nào giúp sơ mang cái thùng quà lên đây, rồi chúng con chọn nhé. Mỗi người chọn một món quà, ai cũng có hết nhé. Các con chọn một món cho mình thích cái nào thì các con chọn món đó nhé. Dân bình thường á, mãi vô mà không lấy.